sáng của gia đình mình nhanh gọn, là gông biển, gói cơm và gà gán, rau, củ cải đỏ. Nhìn thấy có hấp dẫn không anh nha? Mời cả nhà thưởng thức món ăn đầu tuần cùng gia đình mình nhé. Lâu lâu chán cơm nhà, thèm cơm quán, thôi thì đành dẫn nguyên gia đình ra quán ăn thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Bye!